Mời ông xuống xe. Chào ông, mời ông cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ. Lỗi của ông là không đeo dây seat belt. Tôi từ trên trời xuống toàn đi tuần lộc, chả có giấy tờ gì. Thấy ở dưới này đi cái món này, tôi mới biến lên cái món này để đi. Làm gì có giấy tờ gì? Seat belt. Zinger belt. Zinger belt. Zinger belt. Zinger belt. Để các ông nghiêm túc. Để các ông nghiêm túc và mời ông xuất trình giấy tờ để chúng tôi kiểm tra. Lỗi của ông là không đeo dây an toàn khi tham gia điều khiển xe giao thông. Quả nhé. Đề nghị ông nghiêm túc và chúng tôi là lỗi của ông là phạt 150.000 theo luật giao thông đường bộ của Việt Nam. Và mời ông vào đây chúng tôi viết biên lai. Tiền này. Tiền đấy. Cái gì này? Ông đùa tôi đấy à? Đây tiền nó phủ cơ mà. Tôi biết đâu. Mời ông cầm lấy. Đấy, các anh toàn đốt cái này lên cho chúng tôi toàn tiêu tiền này à. Đấy. Đấy. Ai cũng có tiền này à? Tiền Việt Nam đấy. À, các ông ở đâu đến và giờ các ông đi đâu? À, chúng tôi là những ông già Noel được mời từ trên trời xuống để đi tặng quà cho các cháu nhân dịp hội ô tô fan gặp mặt ở Cát Bi Plaza. À, thế thì lỗi này là cũng là lỗi nhỏ thôi. Chúng tôi sẽ chỉ nhắc nhở các ông và mời các ông lên xe và tham gia chấp hành đầy đủ luật giao thông của Việt Nam. Đeo dây an toàn. Vâng, nhớ đeo dây an toàn. Vâng, xin cảm ơn. Giờ tôi sẽ chỉ đường cho các ông đến Cát Bi Plaza. Đầu tiên là các ông đi thẳng. Thẳng. Sau đó sẽ trái. Trái. Sau đó sẽ phải. Phải. Sau đó lại đi thẳng. Thẳng. Sau đó lại sẽ trái. Trái. Sau đó lại sẽ phải. Phải. Sau đó là mình bật Google Map lên và mình chỉ đường. Trái. Phải. Thẳng. Trái. Phải. Thẳng. Xin cảm ơn đồng chí. Cảm ơn đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí.